Aaron for the Greenham, BMX, môn thể thao biểu diễn xe đạp mạo hiểm mang ma lực, luôn cuốn hút những ai đam mê cảm giác mạnh. Khi xem các vận động viên chơi môn thể thao này ở công viên gần nhà, Aaron for the Greenham dần đam mê bộ môn đầy thách thức ấy lúc nào không hay. Nhưng anh mắc chứng gai đôi đốt sống từ nhỏ, vì thế anh phải sử dụng xe lăn để di chuyển. Vậy làm thế nào anh chơi được bộ môn mạo hiểm này? Thay vì từ bỏ ngay khi cho rằng có quá nhiều rào cản, anh Aaron bắt tay vào học hỏi, tìm tòi và sáng tạo ra cách chơi riêng của mình. Từ đó, bộ môn nhào lộn trên xe lăn WCMX chính thức ra đời bằng dấu ấn của chính anh. Thế thì anh Aaron đã thực hiện cú lật 360 độ trên không trung với chiếc xe lăn như thế nào? Cùng bước vào hành trình phá vỡ giới hạn của anh Aaron for the Greenham nhé! Thuở bé, Aaron và anh trai thường ra công viên gần nhà xem biểu diễn các trò chơi mạo hiểm trên xe đạp và dần dần bị môn thể thao này cuốn hút. Nhận được sự khuyến khích từ anh trai, Aaron bắt đầu thử. Chỉ 6 tháng sau, anh chàng đã có thể trượt một đoạn đường dài, đồng thời nhấc một bánh xe lên khỏi mặt đường. Vì chưa ai từng thực hiện các trò chơi mạo hiểm trên xe lăn, nên Aaron đã phải mày mò, tự nghĩ cách chơi môn này. Anh chủ động học hỏi kinh nghiệm của những vận động viên BMX và vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Từ đó tạo ra bộ môn thể thao của riêng mình. Anh nỗ lực luyện tập và thành thục những thủ thuật phổ biến như mài và xoay 360 độ trên không trung. Anh đã sáng tạo ra một môn thể thao mới được thế giới công nhận, nhào lộn trên xe lăn với tên gọi WCMX, xe lăn mạo hiểm. Mọi người đặt biệt danh cho Aaron for the Greenham là Aaron Wiz for the Greenham, chàng trai không biết sợ. Anh thừa nhận đã có rất nhiều lần chấn thương trong khi tập luyện, nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Một công ty tại Mỹ vô cùng hứng thú với cách Aaron chơi bộ môn này nên đã điều chỉnh chiếc xe lăn, bổ sung hệ thống giảm sốc cũng như các kỹ thuật khác, giúp việc tiếp đất trở nên an toàn và chắc chắn hơn. Aaron có niềm đam mê với những gì anh ấy làm. Điều này không chỉ mang lại nhiều niềm vui cho chính anh, mà còn giúp mọi người thay đổi cách nhìn nhận với người sử dụng xe lăn. Anh từng chia sẻ, anh muốn xem xe lăn là một công cụ hỗ trợ chứ không phải vật dụng gây hạn chế nếu chân người khuyết tật. Trong những năm qua, Aaron đã thử thách bản thân để tiên phong trong những màn biểu diễn độc đáo và không ngừng phá vỡ giới hạn của mình. Những bạn bè là vận động viên BMX chuyên nghiệp cho tôi rất nhiều lời khuyên, nhưng họ không hiểu rõ về cách chơi BMX với xe lăn. Cho nên tôi chính là người nỗ lực tập luyện và mày mò tìm ra cách chơi bộ môn này.